vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy nè, y như rằng là mỗi lần gặp anh á, là em luôn luôn có những câu hỏi, những thắc mắc cũng như là những đề nghị. Không biết em hỏi hoài anh Huy có thấy phiền không nữa? Trời ơi, được trả lời với em cũng như là những thắc mắc của quý vị khán giả là niềm vui của anh Huy. Bởi vì nghề bếp là nghề của anh mà. Dạ. Nhưng mà chà chà, sao mà hôm nay em lại rào trước kỹ càng như thế này, chắc là định hỏi anh gì nữa đúng không? Anh Huy hay thiệt á, đoán trúng bốc tim đen của em luôn á. Em định hỏi anh Huy á về một món ăn mà em đã vô tình ăn được tại một nhà hàng cùng với nhóm bạn. Có bánh mì sandwich nè, rồi rắc mè lên, rồi ăn với mayonnaise, pizza. Có con tôm nữa, hấp dẫn lắm. Hình như tên của món ăn á, em nhớ trong cái nhà hàng đó ghi á anh Huy, là bánh mì chiên tôm mayonnaise gì đó. Hay là hôm nay anh Huy hãy hướng dẫn cho em cũng như quý vị khán giả thực hiện món ăn này được không? Rất sẵn sàng Ngọc Hương à. Anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như khán giả trong chương trình ngày hôm nay món bánh mì chiên tôm mayonnaise. Để chế biến cho 4 người ăn thì chúng ta cần có một số nguyên liệu và gia vị. 3 lát sandwich, 150g tôm sú, sốt tương ớt, tỏi băm, đầu hành lá băm, mè trắng, giò sống khoảng 50g, nước mắm, tiêu và cuối cùng là sốt mayonnaise Lisa. Công nhận là đơn giản thiệt. Như vậy là món ăn này mình chế biến rất là nhanh đúng không? Chính xác rồi. Bây giờ anh em mình bắt tay vô việc nhé. Đúng rồi. Trước hết là bánh mì sandwich, chúng ta sẽ cắt bỏ rìa và cắt theo hình dạng mà chúng ta thích. Đây nha. Trước hết là bỏ phần rìa. Dạ. Mình bỏ rìa để cho cái phần sandwich ở trong nó mềm đúng không anh? Và khi chín nó sẽ đều hơn. Dạ. Đây, anh cắt hình vuông nè ha. Hình vuông. Cái này anh Huy cắt tam giác đi. Rồi, anh sẽ cắt tam giác. Anh sẽ cắt một ít ra hình tròn cho Ngọc Hương nha. Dạ. Đây, và sẽ ra hình tròn. Rất là dễ đúng không? Rất là đơn giản. Vậy là xong. Vậy là xong. Tiếp theo chúng ta sẽ lột tôm. Em phụ anh Huy với anh cùng nhau lột nha. Dạ. Bỏ đầu bỏ đuôi luôn hả? Đúng rồi, chúng ta sẽ bỏ hết. Như mấy lần trước anh đã hướng dẫn Ngọc Hương nhiều cách để chúng ta lấy chỉ tôm, thì hôm nay anh sẽ chỉ Ngọc Hương một cách mới nữa. Em xem nè, anh chỉ cần xoay cái đầu tôm qua một cái là chúng ta rứt ra sẽ đi theo phần chỉ tôm nè. Dạ. Đó, để chúng ta bỏ phần chỉ tôm. Đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ lột bỏ phần còn lại. Rồi, để em xoay thử ra nha. Rồi em kéo ra, đó là chỉ tôm đây, chỉ tôm. Đó, rất là dễ phải không Ngọc Hương? Dạ. Rồi, cảm ơn Ngọc Hương. Anh sẽ lấy dao đập tôm một cái như thế này. Ủa mình đập chi hả anh Huy? Anh đập qua, sau đó chúng ta sẽ cho qua cối quết nhuyễn để cho tôm có độ dai. Dạ. Ta sẽ cho qua cái cối này. Dạ. Đây, anh sẽ quết cho tôm dai. Dạ. Anh sẽ nêm với đầu hành nè, một ít tỏi vô. Rồi, tiếp theo anh sẽ nêm thêm một ít tiêu nè. Dạ. Chút xíu nước mắm. Mình cho nước mắm vô đây luôn. Đúng rồi. Sau đó anh tiếp tục cho giò sống vô quết chung. Dạ, cho giò sống vô luôn. Anh cho thêm chút xíu aji ngon vô. Dạ. Để giúp cho cái món bánh mì mà mình chiên lên không bị khô. Dạ. Thì anh cũng sẽ cho vô đây một chút xíu sốt mayonnaise. Dạ. Rồi chúng ta sẽ trộn đều. Mình cho mayonnaise Lisa vô nè. Dạ. Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Dạ. Đây, rất là dẻo. Đây. Trét nhân là miếng bánh mì như thế này. Dạ. Mình trét đều ra hả anh Huy? Trét đều khắp. Nhưng mà Ngọc Hương nhớ là đừng có trét nhiều quá nha. Dạ. Mình trét vừa phải thôi. Tiếp theo, anh sẽ nhúng qua phần mè trắng để tạo lên một lớp mè trên mặt. Ôi, mình phải nhúng qua mè như vậy hả anh Huy? Đúng rồi. Em nghĩ là khi mà mình nhúng mè vậy á, rồi mình chiên rồi mè có bị rớt ra không anh? Chính vì vậy mà Ngọc Hương lưu ý là khi em nhúng mè thì em nhúng hơi kỹ một chút xíu. Dạ. Để mè áo đều hết phần mặt. Dạ, nhúng hơi kỹ của chút xíu. Của cái miếng nhân này. Dạ, à, nè anh hơi cay nè. Vậy là được rồi. Bây giờ thì dầu nóng rồi Ngọc Hương. Ủa anh Huy sẽ chiên vô nha. Ủa mà anh Huy ơi, mình chiên như thế nào để cho miếng bánh mì của mình được giòn mà ngon ha anh? Bởi vì hồi nãy anh kêu em là chúng ta trét ít nhân thôi. Dạ. Chúng ta sẽ chiên lửa hơi cao một chút xíu và chiên thật là lẹ. Dạ. Chúng ta phải chiên lẹ tay để cho miếng bánh được giòn nè. Dạ. À như vậy thì là được rồi anh Huy. Đó, bây giờ chúng ta có thể gấp ra. Cho vô giấy thấm dầu.
Quý vị khán giả thân mến, khi chiên món bánh mì này, chúng ta sẽ để lửa không cao quá nhưng cũng không thấp quá. Và một điều cực kỳ quan trọng đó là chúng ta trét một lớp nhân ít thôi để bánh mì và nhân cùng chín một lúc với nhau. Ở đây anh Huy có chuẩn bị một cái dĩa rồi, rất là đẹp nè. Anh sẽ cho ra dĩa. Nói chung là phương pháp trang trí thì đơn giản. Đơn giản thôi. Và bây giờ vậy còn chần chờ gì nữa, xin mời chuyên gia thử món ăn ngon cho một cái nhận xét sau khi ăn món này. Dạ. Em có ăn cay được không? Có, em ăn tương ớt. Rồi, em một chút xíu tương ớt. Mayonnaise. Lisa. Rồi, cảm ơn anh. Mời em. Giòn ơi là giòn luôn. Quý vị khán giả thân mến, bánh mì chiên tôm sốt mayonnaise. Ăn vào á, cảm giác đầu tiên là giòn, đặc biệt là tôm nè, và sống và các gia vị hòa quyện với nhau. Có những hạt mè nữa, ăn thật là thích. Nhưng mà quan trọng nhất là làm rất đơn giản và lạ, đúng không? Ngọc Hương đồng ý. Vào bếp thì chỉ có 5 phút thôi, nhưng mà chúng ta đã được một món ăn ngon, tiện lợi như thế này. Vậy thì quý vị hãy vào bếp và cùng mời những người thân yêu của mình thưởng thức quý vị nhé. Quý vị khán giả thân mến, để chia sẻ những cảm nhận của quý vị về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, hãy viết thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi cho chúng tôi ở Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi anh Huy ha. Chắc anh Huy và Ngọc Hương đành phải nói lời chia tay với các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.